Hello các đồng yêu của tôi. Lâu quá không gặp mọi người. Mấy bạn có nhớ mình không? Chào mừng mọi người đến với kênh Ra Nguyễn nha. Đây là chiếc bóng đèn SCB đèn trần của mọi người. Đó, tôi đã để đây rồi. Mọi người có thấy cái đèn này sáng không? Mình thấy nó sáng các mọi người. Mình đang đứng kế cái bóng đèn này nè mọi người ơi. Đó. Cũng đèn bự chà bá luôn ấy, chân cầm cho tay nhỏ thôi nhưng mà để dưới bự lắm. Ta mình sẽ cầm cái bóng đèn này đi thắp sáng khu rừng. Mỗi cây bóng đèn này đang đứng ở là đứng sáng thôi mọi người. Mấy cái cây kia tôi thua lùi à, tại vì chưa có gắn bóng đèn mọi người. Bây giờ mình gắn nè, sáng chưa? Gắn thêm cái bóng đèn cho nó sáng sủa, sáng nhà luôn mọi người ơi, hết chấm luôn. Mình đi ra xa coi cái cây này coi. Chẳng có chỗ này à, sáng nha mọi người. Thấy được dòng nước luôn nè mọi người. Thấy được con sông luôn nè. Chỗ nào tối là mình sẽ gắn bóng đèn ở chỗ đó mọi người. Chỗ này hơi tối nè, gắn vô. Sáng cho mọi người ơi. Sáng sủa luôn ấy. Thấy cả con keeper luôn kìa mọi người. Đó, nè con keeper đang tắm đêm dưới vậy. Để mình lên núi gắn thêm bóng đèn nữa mọi người. Để núi này dốc cái gì? Mấy hôm lên luôn mọi người. Trên đây không ai hết trơn mọi người ơi. Nhưng lại đi ngủ hết rồi. Trời ơi, để mình nhưng lại đi ngủ mới gắn bóng đèn được chứ, đúng không? Đây mình sẽ đêm nay nhiều sao thế nhỉ? Mình đi lại từng cái cây rồi gắn thêm những chiếc bóng đèn này lên mọi người. Còn chỗ nào tối không mọi người ơi? Đây chỗ này, đây gắn bóng đèn ở đây. Sao chỗ nào cũng tối hết nhỉ? Giờ ra mới đêm mà cha nội. Dẻo dét à. Nãy giờ gắn ngoài hết cánh tay luôn mọi người ơi. Ở đây có bóng đèn mà không sáng thì gắn bóng đèn của mình lên mọi người. Khu rừng của mình bây giờ nó có bóng đèn giờ sáng như ban ngày luôn mọi người ơi. Cây nào, cây này cao hết nhỉ? Đây giờ. Đó mọi người, gắn được nửa khu rừng nào mọi người ơi. Đó. Đó, ok, ở dưới có dòng nước này mọi người ơi. Đó. Thấy cả dòng nước luôn mọi người, đèn sáng dưới vậy mà. Mình bay lên coi khu rừng lắp đèn, mình mới lắp đèn nè. Khu rừng sáng đẹp quá mọi người ơi. Hết đi chấm luôn mọi người, trời ơi, sáng đẹp cái gì luôn. Có mấy khu rừng mình là sáng thắp đèn nào, có đèn là sáng thôi. Còn mấy khu rừng khác làm gì phát sáng như vậy được. Để có thể thấy khu rừng trên cao mọi người đó, đứng như đây đứng khu rừng trên cao. Mọi người có thấy khu rừng khác tối thui lùi không? Vì khu rừng khác chưa thắp đèn thì sao sáng được? Đúng không? Đúng rồi. Có mỗi khu rừng của mình là sáng nhất thôi. Nhất đêm nay luôn. Đi chung rừng mà có bóng đèn á mọi người. Mình cảm giác là mình hết sợ ma luôn mọi người. Thôi chào tạm biệt mọi người nha. Sao mình gắn nhiều đèn thế này. Hẹn mọi người vào tập tiếp theo. Theo nha. Sớm gặp lại thôi mà. Ủa lô sau đây mình gắn nhiều đèn hết nhỉ? Bị dở hơi à?